Sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một bước tiến lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Thay vì tốn thời gian cho các thủ tục giấy tờ, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn và từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Với những lợi ích mang lại, 100% đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước đây, khi đến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, mọi người thường xuất trình nhiều loại giấy tờ và phải chờ đợi khá lâu để nhân viên y tế xác minh và nhập thông tin. Nhiều trường hợp thông tin không khớp giữa bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân. Thẻ bảo hiểm nhàu nát, hư hỏng hoặc mất khiến việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gặp không ít khó khăn. Từ khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh áp dụng phương pháp dùng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chỉ cần 30 giây, nhân viên khoa khám bệnh đã hoàn thành thủ tục đăng ký khám chữa bệnh cho người dân. Thấy thuận tiện hơn mấy cái đợt trước. Cầm thẻ căn cước không thấy nó thuận tiện hơn. Chứ cầm mấy cái này theo nó cũng ấy. Bệnh nhân tới khám thì tụi em nhập tiếp đón thì chỉ cần là quét cái mã QR thì nó sẽ hiện ra thông tin của người bệnh và có mã số thẻ bảo hiểm y tế, có họ tên, rồi giới tính đầy đủ là nó như là bây giờ khi mà nhập vào thì cái sai sót thì nó giảm hẳn đi và trên đó nó thể hiện đầy đủ như vậy thì cũng thuận tiện cho tụi em rất là nhiều. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoảng 1.200 đến 1.500 người đến khám chữa bệnh. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Đến nay, tỷ lệ người dân dùng căn cước công dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chiếm tỷ lệ gần 80%. Hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai sử dụng đầu đọc mã QR tại khoa khám bệnh và khoa cấp cứu với 21 đầu đọc mã vạch và một máy quét thông tin tự động phục vụ bệnh nhân khám bệnh ngoại trú. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích hợp luôn cái thông tin về cái sức khỏe của người bệnh. Ở đây thì cái bộ phận về kết nối IT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có một sự chuẩn bị rồi. Ví dụ tất cả những bệnh nhân khám ở đây sau khi đăng ký cái căn cước công dân thì chúng tôi sẽ thực hiện cái kết nối vào bảo hiểm y tế, rà soát lại có là đăng ký bảo hiểm y tế chưa. Sau đó là chúng tôi kết nối cái liên kết với lại cái thông tin đến cái bệnh nhân được nắm được cái thông tin khám chữa bệnh của mình. Việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế trong căn cước công dân đã tạo ra một bước tiến mới trong cải cách hành chính, giúp giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.